là đầu tiên trong nguyên xin được cái chào đến cô chú anh chị em mình ha thì hôm nay nguyên lại tiếp tục chia sẻ một cái uh, kinh nghiệm cách khắc phục uh, một cây mai uh, khi mà ghép bị cái lá đó, lá me lá nhỏ thì bây giờ mình sẽ hỏm mình đã quay một cái video cây cây mai mà mình chia sẻ cho mọi người mọi người nhưng mà bây giờ mình gặp một cái tình trạng này thì bây giờ nguyên chia sẻ mọi người và bây giờ khắc phục hầu như là nó cũng được sáu bảy chục phần trăm rồi tiếp tục tưới thôi hồi nãy mình mới vừa tưới đó là mọi người thì bây giờ À, nguyên sẽ nói um, sơ lại một cái thì thường á đối với những cây mai mà nguyên làm ra mọi người thì bây giờ là à, thường là cây mai đó nó rất là mạnh ha rất là mạnh nên, thứ nhất là phải nuôi một thời gian cho cây nó ra khi mà từ một cái cây mai phôi ngồi từ dưới đất bứng lên á cô chú anh chị em mình thì mình sẽ tiến hành mình uh, nuôi thì cái chậu này là lúc uh, cây mai này nha nó chỉ có một cái cây mai này thôi mọi người thì uh, lúc đầu á uh, mọi người thì mình trồng mình sắp gãy thì nó đều hết trơn này rồi cây này rất là đẹp luôn nó thì cái trồng đây là mình uh, trồng trong cái chậu sáo nè cô chú anh chị em mình thấy không rồi thì đối với uh, khi mà nó ra như tượng này mình lật bỏ nghe mọi người rồi thì khi mà mình ép chậu nè mọi người thì cái nữa cái miếng này sẽ mở ra thì cái lồi của bộ rễ ra rất là đẹp nó thì cái này là mình uh, có pha tí đắt nhẹ vô thử nghiệm ha thử nghiệm trồng đắt đắt thịt mình đó vẫn là tỷ lệ vẫn là cái chấu với sơ dừa là nó chiếm tỷ lệ cao ha để mà nó ra rễ tại vì chỉ có chấu với sơ dừa nó mới phân cái gãy cám mạnh thôi rồi thì đối với miên làm thì khi mà trồng với mọi người thì nguyên sẽ tiến hành nguyên chăm cho một cây mai nó phôi nó lên rất là mạnh luôn nó thả cho từ cừng của nó tức là cái tự dại của nó đi với mọi người ờ, mạnh rồi mình mới ghép rồi thì sau cái quá trình mà nguyên ghép á mọi người thì bắt đầu nó bị một số cái tình trạng như thế này đây ra lá me lá me thì cái này là mình ghép uh, uh, mà cái giống là siêu bông mình lợi thì ra lá me thì nó như thế nào đây là mọi người đây nguyên sẽ quay cho mọi người siêu bông mình lợi đâu có, có, lá nào bên lớn đây đâu nó rất là to nhưng mà một dãy của nó đi là mọi người coi nè đó mọi người thấy không nhỏ, nhỏ 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 không thì những cái lá khi mà mới vừa ghép vô á cái ra cái cơ mọc nó bị như thế thì mình sẽ tức là mình sẽ là biết cái cây nó đang mà như thế nào Thứ nhất là cái bộ của rễ của nó hơi bị yếu rồi mọi người bộ rễ yếu tại vì khi mà các bạn đã cắt đô một lần rồi thì khi mới lên chậu thì các bạn cắt đô lần nữa thì bắt đầu khi mà nó xuống sức cái cây nó thì khi mà ghép vô á thì cái cây các bạn nó sẽ là ra lá nhỏ nè thứ nhất thứ hai là cái hầu như là cái sức sống nó không có mạnh rồi thì cái này là một số cái cách mà nguyên khắc phục thì bây giờ các mọi người hay là những cái từ của nó lên nè mọi người thấy không nè thì cái này là mình ưu tiên cho cái gì thứ nhất là mình ưu tiên cho cái dòng dưỡng rễ thứ nhất và cái mang cái tính hữu cơ giống như nguyên chia sẻ mọi người có thể là sử dụng cái mà cái chai mà Amigen đó hoặc là cái những cái loại hữu cơ mà nó mang tính dưỡng rễ trong đó và đặc biệt là động vật và thực vật nó phối với nhau có thể sử dụng Alaska vẫn được nha mọi người rồi chúng ta có thể phối thì cái, cái chủ đề chính cái 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 phần chính là đó là DB DB mười tám bốn sáu mình phối vô mình sử dụng DB tại vì DB nó sẽ kéo cho cái bồi mặt lá bên ngang nha mọi người nó bự lớn Hồi nãy mình mới vừa tới nè tầm khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì cái lá nó cứng nè mọi người nó ăn phân nè thấy không thì khi mà cái thằng db vô nó gậy lên mọi người thì cái lá các bạn nó sẽ lớn lên rồi mọi người coi nè lá nó nhỏ nè nè nguyên dạng đây lá gí 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 không thì hy vọng là cái cơ lá này nè nó ra nó sẽ bự lại nè thấy không thì cái này nó bự rồi nè mọi người mình sẽ quay cho nó có một số cái biểu hiện lớn lo lại nè nè thấy không nè tự cho cơ cơ đọt bên bên trong là cô chú anh chị em mình thấy không nè nè lá nó ra nhí nhí, nhí nhí không nếu mà chúng ta bỏ mà chúng ta không có chăm mà tiếp tục mà dưỡng rễ giống như thúc cái uh, cái hàm lượng hữu cơ lên nó thì cây nó sẽ nhỏ luôn nha thì cái này là mình định mình đón cây là nó không có bị phải thải là bị suy si. bị suy si thì cái cây nó không phát triển cái đọt như thế này đâu mới ngồi bị suy si thì cái đầu nó sẽ là có cái tình trạng đó là nó cái đọt nó có thể teo tớp thứ hai là cái màu của nó mắc màu nó không có đẹp nó không có ra màu đỏ mà đặc trưng của cái cái cái, cái đọt non nó và cái màu thì nó đỏ đậm và cái lá thì nó dày nó dày lá nè nó thì mình nãy mình vừa phối DB với cái thằng hữu cơ đó -E để mà mình phục hồi lại cây ha hoặc là sử dụng OG những cái dòng đó thì mình xài thì mình chia sẻ cho chú anh chị em mình thôi ngoài ra thì có thể sử dụng những cái dòng Alaska Alaska thì mình chia sẻ trên cho, cho, cô chú anh chị em mình nhiều Alaska rất là tốt nha cô chú anh chị em mình nó vừa có tạo biển và nó vừa có động vật uh, cá thì nó sẽ làm cho cái mát lá cây nè thứ hai là bóng lá nè nó nè coi đó ra nè mọi người lá nhí 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 nè 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 thì cái này cơ đọt này ra thì những cái lá mà la ra mà nhí nhí như thế này là nó không có lớn nữa rồi mọi người nó vậy luôn rồi đó nó đứng hờ đọt luôn rồi nè rồi bây giờ phục hồi lại thì cái đọt nó ra nè mọi người thấy không có lá bự nè lá rất là to nè lúc đầu thì nó ra lý lý nhí nhí nhìn rất là bực bội cái này là không phải là lá ghí phải lá ghí nó nó vậy thì mà nó rất là tuyệt vời rồi, mọi người tại vì cái bản thân cái lá ghí là cái bộ gen nó là lá nhỏ để mà dòng chơi những bonsai mà cái dòng nhỏ 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 để bàn thì nó rất là tuyệt, tuyệt vời đó còn khi mà giờ nó ra cái đọt lại nè cô chú anh chị em mình thấy không? Rất là tuyệt vời ha. Nó nhỏ lại nè, Rồi lúc cái đầu mới ra cơ nhỏ rồi nguyên nguyên thấy tình hình không ổn rồi. Làm dặm phân vô thì mình mới dặm. Và có thể phun trên lá luôn. Amiga có thể phun trên lá nó, giờ nó bự lên nè mọi người. Nếu mà không dặm thì lá nó không bự nữa ha. Mới vừa tưới xong thì, chắc cả một tuần lại sau thì mình sẽ dặm lại nữa tiếp tục. Thì cái này là nó bự to 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 to, to, to dần ra nè nè nè, nó gậy vậy nè mọi người. Thì cái lá này là nó lớn nè, lá này nó còn lớn lá này thì nó hết lớn rồi nè lá này thì nó cũng muốn đứng hình luôn rồi nghĩ lớn rồi nè có những lá non mới nhỏ ra thì nó còn lớn nè nó lụa nè thấy không mọi người nhìn cái lá của nó nè rất là đẹp nè bóng nè mọi người khi mà đưa thằng hữu cơ vô thì cái bề mặt lá của ta nó có bóng nè mọi người nó có hiện tượng bóng này. nè mọi người thì nó to dần lên này nè rất là tuyệt vời ha đó đó còn bên trong thì lá nè nhí 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 mà thì cái này cách phục hồi cũng nguyên thôi chia sẻ cô chú anh chị em mình thôi nè lớn lên rồi nè đó thì cái này là mình mình mới dặm bổ sung để ghép nha mọi người rồi ok mọi người thì giờ cây nó đã ra ra nè rồi mình sẽ tiến hành chiều nay mình sẽ tiến hành mình mở tại vì cái thằng này còn còn sau thì đối với những cái mai mà nó có cái phần mà ra trước ra sau á mọi người thì mình phải đợi thôi mà và nó bị có một cái thằng nào mà ra trước mà cái lá nhiều quá thì hơi nước nè nó sẽ bốc hơi nhiều nó làm cho hư cái lá nè thì không sao nó hư cái lá thôi nhưng mà cái cổng dắt là còn không bao giờ hư thì như thế thì mình sẽ mở ra thôi nè chiều nay mua sẽ tiến hành mở ra hoặc là các bạn có thể mở ra nè Nó thì cái này là mình ghép ha Nó mở ra để như thế này đây tới chiều bung ra luôn tại vì cho nó quen dần cái này thì rất là tốt luôn rồi đó mấy người không có mà không có mở mở ra liền còn mấy cái này thì mình mới ghép dặm đây thôi Dặm để mà cho nó nhiều thôi mọi người Chưa ra nữa nè Nó hơi chậm mà. Rồi mọi người thì đó là cái kinh nghiệm Nguyên chia sẻ nè Thì những cái lá như thế này nó nhỏ nè mọi người thấy không? Rất là nhỏ nè Bây giờ mình phát triển lại Bổ sung tăng cường hữu cơ lên à, Thì nó bự lên thôi Nó sẽ phì 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 lên bự lên nè Cấu trúc lá nó bự lên nè mọi người Tại vì cái này cái su bông Sài Gòn mà mình lại Lá nó to và dài chứ không có nhỏ gì ha rồi xin uh, kính chào cô Để chú chú anh em mình rồi mọi người thì đó là cái những cái gì mà nguyên đã làm và chia sẻ uh, cho cô chú anh em mình và đặc biệt nhớ khi mà những da đọc non như thế này đây ra thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải là đặc biệt chú trọng là bỏ chỉ phải phun mà tuyệt đối bộ chỉ em mọi người có thể phun buổi chiều buổi chiều thì khi mà nắng nó tắt á thì bạn phun thì cái độ mà cái độ hơi nước nó bám vô lá nó lâu hơn nó nó làm cho cái mà bọ chỉ nó chết nó thấm vô cái lá ma lâu hơn được lâu đó mọi người đó là một số cái kinh nghiệm mình chia sẻ ha còn cái này nó hơi yếu nè mọi người bây giờ phải tiếp tục là dưỡng rễ dưỡng rễ và dưỡng, dưỡng lá luôn nó có cái loại dưỡng rễ và dưỡng lá đó mọi người thì mới amigen đó ok tốt rễ tốt lá ra trời vậy thì nó sẽ phát triển mạnh trở lại thôi ha rồi lời cuối xin cảm ơn cô chú chị em mình ha